Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em quay cho anh em xem một chiếc cầu trượt nha anh em. Lâu lâu thì lại có cầu trượt full option nha anh em. Chiếc này thì cầu trượt thắng hơi lúc kê. Đây cầu 1,5 nha anh em. Sau này lên cầu đẩy được nha anh em. Mày quay sơ cho anh em xem này. Bỏ cầu 2,5 này. Sau này muốn lên cầu đẩy vẫn được nha anh em. Đấy. Đây, thắng hơi lúc kê. Bót Hyundai 12 tấn nha anh em. Bót Hyundai thì cái thằng điều nhất nó nằm ngoài đây. Còn Hino nằm trong nha anh em. Nhưng mà kiểu bót nó như nhau. Đây. Chiếc xe này thì chủ xe yêu cầu sơn màu cỡ xanh lục báo nha anh em. Cũng y xì như xanh lục báo nha anh em. Xe này dài 2m7. Đấy, xe này dài 2m7 nha anh em. Mặt lồng 1m15. Mâm trước thì được xài sử dụng mâm mâm 14 lốp 700 nha anh em. Lốp 700 14. Đấy, tời thì cũng tời dạng tời trung nha anh em. Đấy, tời nhông một lỗ này. Đấy, xe này máy 32. Máy chân trai 32 rõ đề. Đấy, nhiều anh em bảo mình tại sao mà cái nắp Boe này là của 36 mà máy lại chân trai 32. Thì đợt này là máy chân trai 32 là nó được lắp Boe kiểu này luôn nha anh em. Là không nhỏ như hồi trước nữa. Bây giờ thì nhìn không khác gì máy 36 luôn. Đấy. Máy nhìn nó lớn. Thấy cái Boe này là nhìn nó lớn hẳn hơn. Tới cáp tí mình cuộn cáp nha anh em. Tranh thủ đi review cho anh em xem, mất công lại tối nữa. Xe này thì là ông chủ cho thêm bấm còi nhảy đèn nha anh em. Đèn đóm xi nhan đầy đủ cho ông chủ xe. Này chưa khui tem, để mình khui cho anh em xem. Đấy, cái tiếng khui này. Tí phải khui xong rồi. Dính quá. Xe này thì còi cũng còi hơi nha em. Còi hơi. Còn lại thì cũng như mấy chiếc kia thôi. Đa số mình làm V sau này là V10 nha em. Đấy, V sau V10. Mặt này thì là bóng. Chiếc này thì được sơn màu sơn lót nè anh em. Sơn lót sơn màu rồi sơn bóng nha anh em. Đấy anh em nhìn này. À nó bóng hơn. Rồi ông khách yêu cầu sơn màu cái thằng này là màu trắng luôn. Đấy. Đây thì làm cũng sạch sẽ nha anh em. Sơn gọn gàng đẹp đấy. Đầy đủ cho anh em. Cái này bữa uốn V10 luôn. Cả khá là cứng cáp luôn. Thì cũng tùy chiếc anh em, đa số mình làm V6, ốp lại V6. Thằng này V6 rồi anh em. Đó, dưới thì vẫn là V8 nha anh em. Tôn sàn 2 ly. Chữ A 2 tầng. Chữ A 2 tầng đây anh em. Cái chiếc này thì khung gầm cũng khá là cao nha anh em. Tại vì cái bánh trước mâm 14. Mâm 14 thì nó to hơn. Để mình quay tổng thể cho anh em xem nhé. Đấy. Quay tổng thể cho anh em chiêm ngưỡng. Mình hay đi quay một mình nên là lúc chạy là không ai quay cho nha anh em. Tại vì đa số mấy đứa làm, mấy ông làm. Đợt này thì ít ra video hơn. Một lăng rin thì kính gương đầy đủ nha anh em, cũng như mấy chiếc kia. Chiếc này hơn 100 mốc xíu nha anh em. Đấy. Bao gồm màu sơn, mâm lốp. Đấy, lốp lớn này anh em, nhìn to hơn.
to hơn thường lệ nha. Đấy, cái ghê mặt mặt này khá là to. Cái số hột bắp này, này thì tí về mình rút lại này kia nha anh em, rút lại các thứ này thì vẫn ác hộp lớn nha anh em. Ác hộp này là hộp 80. Chỗ này thích hợp để review xe luôn anh em, nhìn khá là sạch sẽ, với lại không có vướng đường người ta đi. Cái này cái tắt người ta làm công viên đấy, còn cái đây mới là đường nha anh em, mà mình đậu sát bên lề. Đấy, đường thì nó cỡ này thôi, đi đường này thôi. Đấy. Đấy, vậy nha anh em, bây giờ là công ty họ gọi điện cho mình muốn đặt xe, bây giờ em nghe thử ra nha anh em. Bye bye. Xin chào tất cả mọi người nha. Đây, vừa gặp anh trai cũng mê xe, giờ cho ông chạy thử luôn. Thôi là để đã. Để tìm cả rồi mình tìm. Này cả chắc thằng nào đưa người kia vào đây. Cho ga cái, giờ ga tăng thêm ga. Rồi. Đây lốc kê rồi, thao một lên lốc kê. Phơi phơi ở kéo. Ok. Người ta làm cái gì thì cũng không biết, hình như là kiểu như là công viên hay sao ấy anh em, công viên Eo Hồ à, đây đó, chắc là công viên Eo Hồ. Ok nha anh em. Tức là cảm giác nghe đúng bài luôn. Sao làm chiếc rồi. Rồi vậy ok nha anh em. Bây giờ mình chuẩn bị chạy về là đi tiếp đón khách ở nơi xa. Công ty lên đặt nha anh em. Công ty đặt vài chiếc. Đấy. Yeah.